Đang xin chào các bạn. Sau này đang xin giới thiệu các bạn cần tay bài Tyler chiều dài 7,2 các bạn nhé. Thông số cần chất liệu carbon chiều dài 7,2 Specie Sport Fishing, câu cá thể thao và cảnh báo của nhà sản xuất. Cần có hai tông màu chính là màu xanh và màu đen, xanh đen. Cần nặng tầm khoảng 300 đến 400 gram. Rút lại là từ tên gọn các bạn rồi. Tên gọn đàn hồi rất tốt, độ nảy tốt. Rút gọn lại. Rút ngọn này xoắn các bạn nhé. Xoắn. Đây, cái xoắn này. Chiều dài 72. Và tặng kèm thêm những phụ kiện kèm theo. Cần rất đẹp. Tiếp theo là gồm một phao câu đài các bạn nhé. Có thể là có phao này hoặc phao khác tùy từng lúc hàng về thì còn hàng nào thì Hải đang gửi cho các bạn phao hàng đấy. Phao tặng kèm đi theo cần về các bạn câu luôn. Đấy, bám cần để các bạn lúc nào thu cần các bạn cuốn cước luôn vào trong cái bám cần này. Cần này đây, hoặc là bạn có trục hai cái này. Đây nắp bịt của cần. Tiếp đến là tặng các bạn thêm những cái phụ kiện như là chân cắm phao này, giảm giật này, giảm giật kiêm kèm cả thanh quấn chì luôn. Tiếp đến là chì, chì để các bạn quấn vào thanh quấn chì vừa rồi đấy, hạt chặn dài trong cái câu đài. Và lưỡi Shimago đủ số các bạn nhé. Đấy. Cần này. Xem qua cần một lần nữa các bạn xem. Nó bịt cần. Vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn cần Petit Tele. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.